Mùa hè đã đến, cái nắng ngày càng chói chang và gay gắt. Liệu kem chống nắng thông thường có thể bảo vệ nổi làn da vốn dĩ đã rất nhạy cảm của bạn không? Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu một sản phẩm được cho là bảo bối đánh tan cái nóng, bảo vệ làn da một cách tối ưu nhanh chóng. Đó là xịt chống nắng Chona. Cùng mình đánh giá xem những ưu điểm nổi bật của em này nhé. Thương hiệu sản phẩm. Chona là thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín có xuất xứ tại Mỹ. Với những sản phẩm chăm sóc da, tóc chuyên biệt an toàn và đem đến hiệu quả tối ưu cho làn da, và quan trọng hơn, chúng được các chuyên gia da liễu khuyên dùng về độ lành tính và hiệu quả của chúng. Tính đến hiện nay thì thương hiệu thì Chona đã được phân phối rộng rãi tại hơn 70 quốc gia và được dự đoán là sẽ còn được nhân bản ở nhiều quốc gia khác nữa. Chất lượng chính là điều tiên quyết để Chona có thể khiến sản phẩm của hãng được yêu thích dù đã trải qua rất nhiều năm. Hãng luôn nghiên cứu cho ra đời các sản phẩm với công thức đặc biệt cho những làn da nhạy cảm nhất, bất kỳ cô gái nào cũng có thể an tâm sử dụng. Trong những dòng sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu thì không thể không nhắc tới chai xịt chống nắng áp dụng công nghệ Heliople tiên tiến giúp bảo vệ làn da trước các tia cực tím với chỉ số chống nắng cao, đem đến khả năng chống nắng hiệu quả. Bao bì sản phẩm. Big Chi Fan Sun Ze Answer SPF 70 tỏ ra thật sự khác biệt với những người anh em chống nắng khác của nhà Chona, với tông màu vàng chóe nổi bật, hệt như những tia nắng rực rỡ của một mùa hè sôi động. Theo như lời giới thiệu của hãng, em kem chống nắng đi biển này sử dụng công thức không dầu, oil free, chống nắng quang phổ rộng, broad spectrum UVA UVB cùng kết cấu mỏng nhẹ, liền giúp bạn tha hồ tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ tuyệt vời của mình bên bờ biển xanh mát. Tuy nhiên có một bất lợi nhỏ, đó là thiết kế dạng chai nhựa khá là cồng kềnh nên sẽ hơi bất tiện để mang theo vào ba lô, túi xách nhé. Thành phần nổi bật. Thành phần của sản phẩm gồm những hoạt chất không gây hại cho làn da như oxysalate, octoxylene, avobenzone, silica, GSHC2, 6 nắp thalate và không chứa dầu. Vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm khi chọn dòng xịt chống nắng này để bảo vệ cho làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời mà không hề bị bết dính, phù hợp cho làn da nhạy cảm. Sản phẩm này là kem chống nắng waterproof, có khả năng chống nước, water resistant trong thời gian 80 phút nên bạn có thể yên tâm bơi lội hoặc chơi bóng chuyền bãi biển một cách thỏa thích mà không lo da sẽ bị đen sạm đi nhé. Nếu bạn vận động mạnh, cơ thể tiết nhiều mồ hôi thì hãy nhớ re, apply lại sản phẩm sau mỗi 2 giờ để da luôn được bảo vệ tốt nhất nha. Big Chi Fencer Project được cho Na trang bị công nghệ chống nắng Heliople không tạo lớp màng trắng trên da. Công nghệ này cũng giúp Avobenzone bền vững hơn bằng cách kết hợp nó với Oxybenzone và Ze. Em kem chống nắng đi biển này có khả năng chống nắng phổ rộng, broad spectrum đối với tia UVA và UVB. Mùa hè này bạn có thể cùng em ấy chu du khắp mọi nơi mà không lo nắng sẽ làm hại da nữa rồi. Công dụng hiệu quả. Xịt chống nắng này có tác dụng hoàn hảo cho làn da trước ánh nắng mặt trời, ngăn cản các tia tử ngoại, tia UV gây sạm da, nám và cháy da. Ngoài ra sản phẩm còn có khả năng cấp ẩm cho làn da mềm mại, khỏe mạnh suốt ngày dài. Nhờ vào chai xịt khoáng chống nắng này mà chị em có thể yên tâm tham gia các hoạt động ngoài trời mà làn da vẫn được bảo vệ. Chỉ số chống nắng cao SPF 70 bảo vệ da một cách tối ưu nhất. Giá thành hợp lý. Nếu bạn muốn trải nghiệm kem chống nắng dạng xịt thì bạn có thể lựa chọn em này. Giá thành cũng không quá đắt đỏ, tầm 270-300k cho một sản phẩm dung tích 184g. Dùng cũng được khá lâu đấy. Mình đặt ngay link tại phần mô tả bên dưới rồi. Bạn còn ngần ngại gì nữa không nhấn vào.